Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật thuế giá trị gia tăng. Có ý kiến đề nghị bỏ quy định đối với trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào tại khoản 1 điều 5 dự thảo luật. Việc tiếp tục giữ quy định này của luật hiện hành là không phù hợp nguyên tắc của thuế giá trị gia tăng, là chỉ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào trong trường hợp đầu ra là sản phẩm chịu thuế giá trị gia tăng, đồng thời đã làm mất số thu của các địa phương có sản lượng nông nghiệp lớn. Chính sách này là cần thiết khi các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy tự tạo, nhưng không còn phù hợp khi các doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử có nối mạng trực tiếp với cơ quan thuế để theo dõi tình hình thu nộp ngân sách. Về các trường hợp hoàn thuế đối với xuất khẩu, có ý kiến cho rằng việc hoàn thuế còn chậm. Thực tế trong thời gian vừa qua, và cũng nhiều phiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chúng tôi phản ánh một số cái hoàn thuế giá trị gia tăng của chúng ta rất là chậm. Đấy mà chúng ta mà không quy định trách nhiệm kể cả người nộp thuế cũng như các cái cơ quan quản lý nhà nước chúng ta có liên quan đến cái việc hoàn thuế này thì cái sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp đã phản ánh chúng tôi đó, các cơ quan thuế hàng năm trời không hoàn thuế cho người ta, và có thể ảnh hưởng doanh nghiệp đến càng hàng mấy trăm tỷ đồng, và cái dòng tiền người ta vẫn vay ngân hàng vẫn phải trả lãi, nhưng thuế thì cứ ngâm ở trong đấy mà không trả lại thì cũng phải quy định trách nhiệm. Mặt hàng phân bón là không chịu thuế chứ không phải là thuế xuất 0%, do là không chịu thuế thì do đó là không có để mà khấu trừ cái hoàn thuế là đầu vào. Thế nên là doanh nghiệp mới đề nghị là bây giờ áp thuế 5% để lấy cái phần 5% đó, trong cái phần 5% đó để hoàn thuế cho doanh nghiệp, với lý do là chúng ta sẽ giảm giá thành và từ đó là giảm giá bán cho người nông dân. Thế thì chúng tôi có xem lại toàn bộ cái báo cáo đánh giá tác động hình như thế này. Tức là hiện nay nếu như mà chúng ta đánh thuế 5% thì mỗi một năm chúng ta, nhà nước sẽ thu khoảng 5.700 tỷ, trong đó hoàn thuế cho doanh nghiệp khoảng 1.500 tỷ, ngân sách nhà nước thì được 4.200 tỷ. Thế mà bây giờ thu của người nông dân, người sử dụng phân bón 5.700 tỷ mà bảo là giảm được giá thành, giảm được giá bán, tôi thấy cái này không thuyết phục gì cả. Về cách thu thuế giá trị gia tăng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội. Dự thảo luật được chỉnh lý bổ sung các quy định về người nộp thuế và cách thu thuế, về hóa đơn chứng từ, để bảo đảm cơ sở pháp lý của việc thu thuế giá trị gia tăng đối với các giao dịch thương mại điện tử. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, đánh giá đầy đủ khách quan để có lợi cho doanh nghiệp, đồng thời cũng phải có lợi cho nhà nước, tránh thất thu thuế.